Thảo Nhiên Lê ngầm xác nhận sẽ tham gia Miss Universe 2023 sau tin đồn quá tuổi dự thi, hé lộ lý do Ngọc Châu bay màu. Mới đây, Thảo Nhi đã đăng tải bộ ảnh đón Tết tại Đài Bắc cùng người thân. Dưới phần bình luận, một tài khoản đã gửi lời chúc năm mới đến Thảo Nhi, hy vọng cô sẽ giành được vương miện Miss Universe trong mùa giải tới. Thảo Nhi cho biết cô sẽ cố gắng. Hành động này như ngầm xác nhận rằng cô sẽ tham gia cuộc thi Miss Universe 2023. Thảo Nhi sinh năm 1994, nghĩa là cô đã bước sang tuổi 29 vào năm 2023 này. Nhưng cuộc thi Miss Universe là giới hạn độ tuổi và chỉ cho phép thí sinh từ 18 đến 28 tham gia. May mắn rằng, Thảo Nhi đã nhận được danh hiệu Á hậu 1 từ năm 2022 và cô hoàn toàn có tư cách tham gia đấu trường nhan sắc này. Nơi Thảo Nhi được nhiều người biết đến khi là mỹ nhân Việt duy nhất góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Canada bình chọn. Hồi 2020, cô lần đầu được vinh danh với vị trí thứ 81. Đến năm ngoái, người đẹp xếp thứ 67. Mới đây, cô đã trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Việt tại Đức. Sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh thời trang tại nước này, người đẹp 9X quyết định về Việt Nam sống và làm việc. Á hậu sinh năm 1994 sở hữu gương mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo gợi cảm. Dù chỉ cao 1m68, chiều cao khá khiêm tốn so với các thí sinh khác tại Miss Universe Việt Nam 2022. Nhưng bù lại, cô sở hữu body bốc lửa với số đo 3 vòng 83, 60,5, 92. Á hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 hiện sở hữu thương hiệu thời trang riêng và mong muốn thông qua sự sáng tạo, nỗ lực của bản thân để truyền cảm hứng cho tất cả phụ nữ tự tin thể hiện vẻ đẹp và sự cuốn hút theo cách riêng. Người đẹp hiện sở hữu trang Instagram có hơn 630.000 người theo dõi. Cô đại diện cho hình tượng phụ nữ hiện đại, vừa xinh đẹp, tài năng, lại bản lĩnh và độc lập. Ngay trong buổi họp báo ra mắt top 3, Thảo Nhi đã nhận được câu hỏi từ giới truyền thông là bản thân cô tự cảm thấy mình có yếu điểm gì để không nhận được vương miện hoa hậu. Nàng Á hậu một đáp, bây giờ tôi đã bước chân vào hành trình của một Á hậu. Trước đây tôi là một người khá bình thường, người mẫu, KOL. Có thể tôi thiếu một chút may mắn để trở thành hoa hậu, bên cạnh đó tôi cũng thấy tôi thiếu kinh nghiệm để trở thành hoa hậu. Tôi thấy Châu rất xứng đáng với ngôi vị hoa hậu. Để đại diện Việt Nam đi thi quốc tế thì phải nhiều kinh nghiệm để có thể chiến thắng được. Mới đây, Miss Universe 2022 cũng đã tung ra video dự thi của hơn 80 cô gái tại phần thi interview. Đây là tiền lệ chưa từng có tại Miss Universe suốt 70 năm qua. Phía Miss Universe đã nhá hàng video phần dự thi của đại diện Canada tại vòng phỏng vấn kín. Cụ thể, khi gặp câu hỏi, bạn sẽ trả lời như thế nào đối với những người nói các cuộc thi hoa hậu là hết thời? Amelia Tu, đại diện của Canada, tự tin trả lời, tôi sẽ nói họ dành một chút thời gian để lên mạng tìm kiếm thông tin về các cuộc thi và xem những video trên YouTube, các bài diễn thuyết của các hoa hậu tại các cuộc thi. Bởi vì tôi nghĩ định kiến của họ là phụ nữ đi thi chỉ là vẻ bề ngoài, không có trí thông minh. Họ đang áp đặt lối suy nghĩ và tư tưởng lỗi thời vào các cô gái đi thi hoa hậu. Điều đó đã đi quá xa so với sự thật. Chính câu trả lời đầy lưu loát của Amelia Tu là minh chứng cho khán giả thấy rằng việc cô nàng lọt top 16 là hoàn toàn xứng đáng. Một số bình luận của dân mạng đã hiểu vì sao chị ấy vào top 16 rồi. Thật sự năm nay các thí sinh quá mạnh, ai cũng đều là quái vật nghìn máu. Trả lời lưu loát thế này bảo sao Ngọc Châu bị loại. Nhìn gương mặt là nó có nét rất đặc biệt, không bị hòa lẫn với bất kỳ ai hết. Chê người ta cho nhiều vào, bây giờ thấy người ta trả lời phỏng vấn chưa? Amelia Tu đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Canada 2022 hồi tháng 5 năm ngoái. Cô là người Canada gốc Hoa, đang theo học ngành sinh học lẫn kinh doanh tại Đại học California và thành thạo 3 ngôn ngữ, Anh, Pháp, Trung. Người đẹp 21 tuổi gây ấn tượng với gương mặt khả ái đậm chất Á cùng chiều cao 1m70.